Khi phát hiện có mùi ga trong nhà, tuyệt đối không được bật công tắc điện, cầu dao, điện thoại di động vì sẽ làm chập điện, gây cháy nổ. Tìm cách mở hết tất cả các cửa nhẹ nhàng, tránh gây ma sát cửa để cho khí ga thoát ra ngoài. Dùng vỏ giấy hoặc các vật liệu nhẹ quạt cho khí ga thoát ra ngoài, làm giảm nồng độ để không thể gây nổ, gây ngạt và ngộ độc ga. Sau đó tiếp cận vào khóa van ga, gọi điện cho nhà cung cấp ga đến xử lý. Khi phát hiện ngọn lửa cháy trên bình ga thì không được chạy. Nếu chạy, ngọn lửa của bình ga sẽ tạo nhiệt và gây cháy các vật xung quanh, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Phải hết sức bình tĩnh tìm cách dập ngọn lửa trên bình ga. Dùng bình cứu hỏa xịt trực tiếp vào ngọn lửa hoặc dùng chăn ướt phủ lên ngọn lửa, sau đó dùng nước liên tục làm nguội van bình ga. Van bình ga lúc này rất nóng nên không thể quản lại được. Dùng vật tiếp xúc gián tiếp di chuyển bình ga ra nơi thoáng gió, tiếp tục sôi nước đến khi khóa được van ga lại. Gọi điện cho nhà cung cấp ga để xử lý nốt phần còn lại.